iPhone. Cái tên iPhone lúc nào cũng được nhắc đến trong việc mà lựa chọn một chiếc điện thoại cho bản thân hay là bất kỳ ai khác ở Việt Nam. Có thể nói rằng từ năm 2008 đến bây giờ, iPhone vẫn luôn luôn có một cái vị trí ở trong lòng người tiêu dùng mỗi khi mà nhắc đến điện thoại di động, đặc biệt là smartphone. Và để chuẩn bị cho tháng sau thôi, chúng ta sẽ ra mắt iPhone 15 series, dự kiến là vào khoảng 12 tháng 9, 13 tháng 9. Thì hôm nay hãy cùng mình ngồi lại và tìm xem lý do tại sao iPhone vẫn đang rất hot ở trên thị trường Việt Nam. Và liệu iPhone 15 series có đáng để chờ đợi hay không nhá. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Ở Mark One hiện tại, ngoài các sản phẩm về Mark ra, chúng mình còn có cả iPad và iPhone đang có rất nhiều tại Mark One. Ngoài ra, 15 series sắp ra mắt cũng sẽ được về sớm nhất tại Mark One. Link mua hàng mình để phía bên dưới để mọi người tham khảo nhá. Ngoài ra, Mark One đang có chương trình thị trường giảm giá cực kỳ nhiều đấy nhá. Nên hãy đến ngay cơ sở gần nhất của Mark One để sắm ngay một sản phẩm Apple cho mình đi. Hiệu ứng FOMO, lo sợ bỏ lỡ những điều quan trọng. Đây là một cái hiệu ứng mà Apple luôn mang đến trong những sản phẩm của mình và nó đặc biệt hiệu quả ở thị trường Việt Nam. Ở Việt Nam, người ta luôn muốn thể hiện rằng bản thân của là một người có chạy theo xu hướng được, có một giá trị cao. Vì vậy nên sở hữu một chiếc iPhone đời mới nhất càng sớm càng tốt là một cái thể hiện gì đó rất là flashy, rất là tuyệt vời đối với họ. Thực tế ra thì nếu như các bạn có thể nhìn thấy được rằng các bạn sở hữu một sản phẩm smartphone như thế, về chúng ta sẽ làm gì? Lên Facebook, lên TikTok, thỉnh thoảng chụp một vài cái ảnh, hay là đơn giản là chỉ là một cái điện thoại để nghe gọi mà thôi. Đó, những cái công việc cơ bản như vậy gần như tất cả các hãng điện thoại đều làm được. Có chăng cái sự khác biệt thì nằm ở camera. Phải công nhận rằng camera ở iPhone chụp rất đẹp và quay thì tuyệt vời luôn. Nhưng dừng lại ở XS Max, dừng lại ở iPhone 11 đã là một cái gì đấy rất đầy đủ với những người dùng cơ bản rồi. Vậy thì tại sao cần phải cứ chạy theo mỗi năm chúng ta lại phải đổi iPhone một lần nhỉ? Như mình đã nói ở trên rồi, hiệu ứng FOMO của Apple làm ra khiến cho người tiêu dùng luôn luôn phải chạy theo những sản phẩm của họ để chứng tỏ bản thân. Mình không nói đến những người mà cần đến những cái tính năng xịn sò trên iPhone nhé. Ví dụ như Action Mode để cho những người làm quay dựng này, hay là cần các cái tính chuyên môn sâu hơn bên trong điện thoại. Những người đó thì họ cần điện thoại mới là đương nhiên. Còn những người dùng cơ bản thì đâu nhất thiết là phải cần đến như vậy, đúng không? Đến đây thì sẽ có một số bạn hỏi rằng là thì iPhone bền thì tôi chọn thôi, có vấn đề gì đâu. Ồ, thế thì iPhone bền tại sao mỗi năm bạn lại phải đổi điện thoại vậy? Rồi, yếu tố bền của iPhone thì không phải bàn cãi nhá. Nó cũng đã rất là tốt từ trước đến nay và Apple đã xây dựng nó cực kỳ ok kể từ những chiếc iPhone đầu tiên. Nhưng bây giờ thì điện thoại bền nó lại không phải là một yếu tố tiên quyết để cho người dùng chọn một chiếc sản phẩm điện thoại di động. Như Xiaomi, các bạn có thể nhìn thấy Xiaomi từ năm 2021 hay 2022 gì đó, mình không nhớ rõ lắm, thì họ đã đứng top đầu của thế giới về việc là bán điện thoại ở trên toàn thế giới luôn, top đầu ở doanh thu luôn nhá. Nhưng về sau doanh số họ tụt giảm rất nhiều, đặc biệt ở các thị trường đông dân như là Ấn Độ. Doanh số họ sụt giảm bởi vì là người dân Ấn Độ cho rằng điện thoại Xiaomi quá bền và chẳng có lý do gì để họ đổi điện thoại cả. Như vậy, đấy là một cái ví dụ để cho chúng ta có thể thấy được rằng độ bền không phải là cái tiên quyết để cho Apple làm một cái sản phẩm mà khiến cho người ta có thể chạy theo được. Apple mới chỉ là đưa ra những cái bài quảng cáo, những cái gọi là truyền thông trong một cái thời gian rất ngắn trong năm 2023 này mà thôi. Vậy thì trước đó làm thế nào để cho các sản phẩm Apple, cụ thể là iPhone, được tiếp cận đến nhiều người mà đến bây giờ nó vẫn đang mạnh mẽ như vậy? Đơn giản thôi, bởi vì nó là từ thị hiếu của thị trường, từ những người làm truyền thông, những người làm video review về tất cả mọi thứ của Apple. Ví dụ như kênh Mark One cũng là một trong số đó. Và chúng mình đưa mọi nội dung, mọi thông tin về Apple, đến cả việc Apple Pay là một cái thứ mà nó đã rất là gọi là đi chậm hơn so với cả các cái sản phẩm khác. Ví dụ như Samsung Pay, Google Pay đã có từ trước đó rất là lâu. Nhưng đến khi Apple Pay xuất hiện thì nó lại là bùng nổ ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Thì iPhone cũng vậy thôi, mỗi khi iPhone mới ra mắt, mọi người đều chú ý nó rất nhiều. Kể cả từ trước khi thời gian nó ra mắt luôn, những thông tin leak luôn luôn được quan tâm, luôn luôn được cập nhật. Vì vậy, cái từ iPhone, cái thông tin về iPhone luôn luôn được mọi người để ý đến. Ngoài ra nữa, những cái sản phẩm iPhone mới đời mới nhất luôn luôn nằm trong cái câu chuyện trong thời gian đầu tiên khi mà nó mới được ra mắt. Như ban nãy mình có nói ở trên thì nó là một cái gì đó để một số người dùng người ta khoe, người ta flex về cái bản thân họ. Và trong những câu chuyện như vậy thì người khác nghe, người khác lại biết đến iPhone là cái độ lan truyền qua truyền thông, qua miệng nó rất là rộng lớn và cực kỳ mạnh. Vừa rồi mình nói hơi nhiều về cái việc mà iPhone bây giờ như kiểu là một cái món trang sức của giới công nghệ vậy. Vậy thì bây giờ cái công năng thực sự của nó, những cái công nghệ thật sự mà nó được đưa vào đời sống và tiếp cận đến cho người dùng, nó có ổn hay không? Câu trả lời là có. Và thật sự là hệ sinh thái của Apple
với cái điểm trung tâm là iPhone là một cái gì đấy mà khi mà người ta đã sử dụng rồi, người ta sẽ không muốn thoát ra luôn. Một chiếc iPhone thôi, bạn có thể kiểm soát tất cả các thiết bị Mac khác. Bạn có thể khóa từ xa nó, bạn có thể kiểm soát xem là có những thiết bị nào đã đăng nhập với Apple ID. Một chiếc iPhone có thể theo dõi được cả iMac, MacBook, iPad hay là các sản phẩm khác. Như vậy, khi mà trong một hệ sinh thái nó link vào với nhau, bạn làm việc nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn có Handoff, bạn có AirDrop, bạn có thanh toán Apple Pay qua Apple Watch và iPhone cùng với nhau. Như vậy, một cái hệ sinh thái làm cho các sản phẩm của họ trở nên dễ sử dụng hơn, link với nhau để thuận tiện cho công việc hơn. Thì tại sao người ta lại không lựa chọn, đúng không? Có một câu hỏi ở đây chúng ta cần phải đặt ra. Samsung cũng là một hãng làm đồ điện tử rất là lớn. Cái hệ sinh thái của họ còn lớn hơn cả Apple luôn. Có các rất nhiều các sản phẩm, ngoài ra còn có tủ lạnh, TV, rất nhiều thứ. Điện thoại của họ cũng rất tốt. Chất lượng của những chiếc S22, S23 Ultra rất là xịn sò luôn. Công nghệ đầy đủ và còn phải đi trước cả Apple luôn. Cái này thì không để phủ nhận ở đâu nhá. Đồ của Samsung lúc nào cái công nghệ cũng được update sớm hơn đấy. Phải nói thật với nhau rằng là cộng đồng iFan ở Việt Nam được gọi là đông số 1 luôn. Đông nhất trong tất cả các sản phẩm đồ smartphone đi, smartphone đông nhất luôn. Và đối với cả một cộng đồng thì luôn luôn có hai phe. Một phe luôn luôn là văn minh, chia sẻ kiến thức về công nghệ, về đồ của Apple, về iPhone hay là các kiến thức khác. Và một bên máu chiến, sẵn sàng chiến đấu với tất cả các cộng đồng khác, từ Sam fan này, rồi Mi fan này, rồi Huawei fan, rồi rất nhiều các fan khác. Và họ chiến đấu ở trên mọi mặt trận luôn. Họ nói rằng Samsung dễ dọc màn, dễ bị chảy ngược màn hình. Vậy đi iPhone thì sao? 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro, 14 Pro Max cũng sọc, cũng xanh màn hình. Không ai nói đến cả, vẫn lựa chọn iPhone rất nhiều. Bởi vì họ luôn luôn bảo vệ cho quan điểm của cá nhân họ rằng lựa chọn của tôi là tốt nhất. Và tôi luôn bảo vệ về nó. Mặc dù nó có lỗi thật nhưng mà tôi kệ, tôi vẫn dùng thôi. Đấy, cộng đồng fan của iPhone rất là nhiều. Vì vậy nên là cái độ phủ của người dùng rất là lớn. Cái này thì không thể phủ nhận được. Và đây, cái này ở đây mình sẽ không nói đến việc là người ta bảo vệ cho sản phẩm của Apple, của iPhone là đúng hay sai. Mà ở đây mình muốn nói rằng cộng đồng đông và họ luôn tin chọn vào cái sản phẩm của họ. Như vậy thì cái sản phẩm iPhone luôn luôn có một vị trí ở trong cái thị trường smartphone ở Việt Nam. Vậy thì bây giờ iPhone 15 series sắp ra mắt, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa thôi. Liệu chúng ta có nên nâng cấp hay không? Có. Chúng ta có thể nâng cấp lên 15 series. Nếu chúng ta có điều kiện, có đủ kinh tế thì nâng cấp thôi. Nó là một sản phẩm mới hơn, làm cho chúng ta có thể cảm giác là sang chảnh hơn này, như vừa nãy mình đã nói. Cũng có thể là chúng ta cảm thấy mới mẻ hơn, update cho một cái khoảng thời gian rất dài, coi như đó là một phần thưởng của chúng ta sau một năm nỗ lực làm việc. Hoặc đơn giản, bạn là một người làm việc chuyên sâu, cần các cái công nghệ luôn luôn được update, luôn luôn được cập nhật cho chúng ta để phục vụ thật tốt cho công việc của mình. Đặc biệt, hiện tại bây giờ iPhone còn đang hỗ trợ rất là tốt trong việc quay phim và chụp ảnh nữa. Vì vậy, update lên iPhone 15 series là một lựa chọn rất là ok đấy nhá. Ngoài ra, nếu như các bạn còn có thêm ý kiến nào khác về lý do tại sao iPhone lại hot thì đừng quên bỏ lại một cái comment ở bên dưới để cho mọi người cùng thảo luận. Và nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.